Ngày 11 tháng 7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau hơn một tháng điều trị trong tình trạng nguy kịch, chiến sĩ công an quận Tân Phú mắc COVID-19 đã hồi phục, xuất viện vào chiều ngày 11 tháng 7. Đây là cái bệnh nhân mà nặng, rất là nguy kịch, không thua gì cái bệnh nhân thi công 91, mà trong cái đợt dịch của lần này là người đầu tiên mà được Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ECMO tại cái bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và mang về Bệnh viện Chợ Rẫy, và cũng là người đầu tiên được cái xuất viện trong cái đợt dịch của lần này. Cái cảm xúc cho tới thời điểm này, bản thân tôi cũng như là tập thể các anh em y bác sĩ mà trực tiếp chăm sóc điều trị cho bệnh nhân và rất nhiều các anh chị của các phòng khác rất là vui vì những cái nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp, và vui vì một người bệnh không chỉ là bệnh nhân mà cũng là những đồng đội của mình. Và những ngày tháng mà chống dịch vô tình mắc Covid thì cái trách nhiệm của các anh em không phải cố gắng cứu được bệnh nhân, trách nhiệm nó càng cao hơn nữa. Do đó với cái thành quả mà đạt được và trách nhiệm mình đã đạt được thì anh em thật sự là rất là vô cùng vui và hạnh phúc. Hôm nay tôi đã được hồi phục và xuất viện, cảm ơn các đồng chí rất nhiều, và bản thân tôi cũng cảm ơn các đồng chí ở đơn vị cũng như những ở đơn vị khác cũng đã quan tâm, động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần trong cái thời gian tôi bị nhiễm, cũng là một phần ảnh hưởng với một số đồng chí phải đi theo cách ly làm ảnh hưởng công tác của đơn vị. Qua sự việc đó, tôi rất mong các đồng chí thông cảm cho bản thân tôi và gia đình, và tôi cảm ơn các đồng chí rất nhiều. Bản thân tôi cố gắng sẽ về rèn luyện sức khỏe và hồi phục sức khỏe, và cùng về với đơn vị công tác tiếp tục chống dịch để cho thành phố của mình, thành phố Hồ Chí Minh cũng như công an quận Tân Phú đó, được qua cơn dịch và người dân trở lại cuộc sống bình thường. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 6 tháng 6, bệnh nhân 8.944 bị sốt, mệt và khó thở sau một thời gian tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Kết quả xét nghiệm xác định anh mắc COVID-19. Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Công an thành phố Hồ Chí Minh, qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, điều trị trong tình trạng tổn thương phổi tiến triển, tiên lượng xấu. Ngày 8 tháng 6, ekip y bác sĩ của khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiến hành đặt ECMO, sau đó vận chuyển an toàn về bệnh viện tiếp tục điều trị. Chiều ngày 11 tháng 7, sau hơn một tháng điều trị, bệnh nhân đã hồi phục xuất viện.